búp bê nó đang ngủ. Rồi sáng nay hôm nay thì không có đi quay bò được anh chị ơi, thì đi giao bò nên chiều nay quay kỹ lại báo giá cho anh chị cái con cái F1 chữa ba B 8 rồi 8 tháng này anh chị ơi. Đó, đang xuống vú lại đó anh chị ơi. Đó, thì bò là đẻ một lứa bò lạ đẻ rồi thì nó từ 8 tháng đổ lên nó mới căng bồng anh chị. Đó. Chân là móng sò đó anh chị. Đuôi thì một chùm. Đó. Lông da sắc lẻm đuôi nha anh chị. Đó, cái dàn ngang dữ dằn lắm anh chị ơi. Đó, cái bụng thì sệ rồi. Bò thì bao ăn uống bao tặc lỗi cho anh chị luôn anh chị ơi. Đó. Những dòng F1 này thì bốn vú chỉ đều nha anh chị, bốn vú đen chỉ đều. Đó, sạch sẽ đó anh chị ơi. Thì anh chị nào có nhu cầu nuôi ghe, nuôi ghép, nuôi lấy sữa thì liên hệ trao đổi mua bán. Có bò thịt thì trao đổi bò chữa anh chị ơi. Thì để bao tiêu đầu ra cho anh chị thì mình trao đổi bò giống, bắt bò thịt, bò năng gì đó để cho anh chị về nuôi phát triển kinh tế. Anh chị nào có nhu cầu con F1 sữa nuôi này thì liên hệ số điện thoại em để trong hình. Đó. Bò này thì hàng whip rồi anh chị ơi, lớn con lắm. Bò sữa thì anh chị hoàn toàn yên tâm, chiều cao thì tối đa rồi, ăn uống là vô tư. Đó. Bông bụng nha anh chị, dòng F1 mà là lai sâu bông bụng, bông đuôi này thì lượng sữa thì đẻ bây giờ nung bầu thì nó lên lượng sữa ngày 18-20kg là bình thường nha anh chị. Rồi. Chân cẳng móng tích đó anh chị, mặt đẹp nha anh chị. Xây mặt đó anh chị. Xây lưng. Đó, cấp mình. Dòng bò sữa thì nó không có mập ú như ba B hay kem nha anh chị, nhưng mà được cái nuôi con rất là mau lớn mát sữa, cái lượng sữa thì rất lớn anh chị ơi. Đó, bốn vú đẹp, cái này sữa hết nói luôn anh chị. Đó, dòng bò sữa này nó không có rúng chèn rúng bản như dòng bò xin anh chị ơi. Nó tại từ mẹ xin cái ha, mẹ Redman cái F, cái HF là F1 bò sữa nha anh chị. Rồi anh chị nào có nhu cầu con bò này thì liên hệ trao đổi mua bán. Muốn xem trực tiếp thì đến trại ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An nha anh chị. Đó, thì nhắc lại, anh chị nào muốn xem trực tiếp con bò F1 sữa này thì đến trại chăn nuôi bò giống Long An, ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Anh chị thấy clip hay, kênh 200 lượt đăng ký chia sẻ, em cảm ơn nhiều. Muốn biết giá cả thì liên hệ trao đổi mua bán, trao đổi bò thịt.